chào tất cả mọi người, tôi là Long và hôm nay sau những buổi mà chúng tôi đã học thì tôi có một bài về buổi cuối cùng để kết thúc chương trình học. Nó trò chơi có tên là Rotate the Last Tree on the Earth. Tôi xin nhắc lại tên của cái game này là bảo vệ cái cây cuối cùng trên trái đất. Tôi đã làm ra cái này vào tôi sinh ngày 26 tháng 11, 2008. Tôi học lớp game Basic 13. Và phần mềm mà tôi sử dụng để làm game này là Kodu Game Lab. Tôi đã lấy tưởng từ game Field Runner. Game này là nó để bảo vệ lâu đài khỏi những người lính. Ta sẽ đặt các quả bom để chặn những người lính lại. Và sau đây là cách chơi. Một ngày kia trong đêm giá lạnh của mùa thu thì Cycle đang ngủ. Tôi đang ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng bùm và chiến tranh thế giới thứ ba đã xảy ra. Quân xâm lược đã chặt cây để làm lương thực và sau bao nhiêu lần cố gắng thì tôi đã còn chỉ bảo vệ được một cái cây cuối cùng. Tôi sẽ nhập vai vào Circle để bảo vệ cái cây còn sót lại. Ta sẽ dùng phím WASD để di chuyển và chuột trái để bắn. Chúng ta thắng khi giết được 20 con. Chúng ta thua khi cái cây chết hoặc là tôi chết. Điểm mạnh của cái trò chơi này là có âm thanh sống động và bài học ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Nhưng mà tôi đã chưa có địa hình chưa tốt. Và sau đây tôi xin tự giới thiệu về trò chơi của tôi. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là địa hình của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ đóng vai vào con này để di chuyển. Và tôi bắt đầu sẽ... Các nhà máy bên cạnh là những nhà máy đã tạo ra quân lính để tấn công cái cây. Nào, chúng ta bắt đầu chơi nhé. 3, 2, 1. Tôi sẽ ăn những cái tên lửa từ cái cây để bắn bọn chúng. Có thể thấy tôi đã thua bởi vì cái cây đã mất. Đó là tất cả những phần trình bày của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại.